Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Lê Lê Succulent USA của mình.
sau khi mình trồng được 7 tuần đấy các bạn, 7 tuần thì em mới đã ra thêm lá đây các bạn. Đây là hai cái lá mà ra mới thêm nè, đó, những cái lá mới mọc thêm. Và mình sau 4 tuần mình trồng thì mình đưa lên phơi nắng ở phía trên các bạn, nó sẽ lên màu đẹp nè. Đây là cái yến chùa Wings mình cắt đầu ra đây các bạn. Và cái gốc của nó, cái gốc lên được hai con bự và một con nhỏ. Đây là cái cây bị gãy ngọn đây các bạn, cái ngọn lên rất là đẹp luôn nè. Và ở đây cái gốc, cái gốc thì mọc được hai con, một con lớn một con nhỏ. Mè bi nè, đẹp lắm luôn. Khi khui thùng á, thì cái cây to này nó bị nứt, bị gãy nè các bạn, cho nên mình đã cắt ra nhân giống. Mời các bạn coi video kế tiếp mình sẽ cắt ra nhân giống như thế nào nha. Bye bye các bạn.